Thưa quý vị và các bạn, ngày nay Internet đã có mặt ở khắp các công sở, nhà hàng, từng gia đình. Ở bất cứ đâu, không khó để bắt gặp hình ảnh một cô bé hoặc cậu bé ngồi chăm chú cầm chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng để chơi, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Không thể phủ nhận những lợi ích to lớn mà Internet và mạng xã hội đã mang đến cho con người. Chúng làm cuộc sống của con người hiện đại hơn, phát triển hơn, thông minh hơn. Và đây cũng là kho cung cấp trí thức của nhân loại. Internet mang lại nhiều lợi ích đối với việc học tập, vui chơi, giải trí của trẻ em. Tuy nhiên, Internet cũng chứa đựng những mặt hạn chế, gây ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý, sức khỏe, học tập của trẻ. Nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ từ người lớn, trẻ có thể tiếp cận và bắt chước những nội dung mang tính kích động, bạo lực, khiêu dâm thông qua phim ảnh, trò chơi điện tử. Trẻ hay thường chơi các trò chơi hoặc xem phim các thứ con học. Khi con học xong thì con chơi game hoặc là con sẽ xem những cái phim, bộ phim khác. Phải thừa nhận rằng, thiết bị cầm tay là một sản phẩm công nghệ tiên tiến, giúp trẻ tiếp cận kiến thức nhanh, thúc đẩy sự sáng tạo của học sinh, thú sự chú ý và tương tác với tài liệu học tập nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu để trẻ sử dụng các thiết bị thông minh quá sớm là điều nên xem xét thật kỹ càng. Bên cạnh đó, thiếu niên và trẻ em là giai đoạn tuổi mà sự phát triển về cả sinh lý, tâm lý cũng có nhiều biến động và thiếu tính ổn định. Chính vì thế mà mọi tác động từ bên ngoài dù nhỏ cũng rất có khả năng ảnh hưởng lớn đến các em. Trong đó có những ảnh hưởng về mặt sức khỏe. Với tôi tôi có một quan điểm như này là ít cho các cháu sử dụng lắm. Chỉ có mẹ, mẹ thì mẹ cũng hay chiều. Đấy, còn tôi thì tôi cũng rất kiểm soát được các cháu từng nội dung một, kể cả trong vấn đề học hoặc là xem điện thoại. À, theo điều tra của Viện mắt Trung ương, thì tỷ lệ cận thị ở học đường hiện hiện nay là ở vùng nông thôn là khoảng từ 10 đến 15% và ở vùng thành thị là từ 25 đến 35%. À, do vậy là cái việc sử dụng điện thoại hay máy tính bảng cần phải được hạn chế. Thách thức đặt ra với các bậc làm cha làm mẹ là cho trẻ sử dụng các thiết bị thông minh sớm liệu có giúp chúng thông minh hơn hay vô hình dung gián tiếp mang hiểm nguy từ internet cho trẻ. Và đây có phải là hệ lụy khi để trẻ tiếp cận với internet tùy tiện, vượt kiểm soát. Do đó, trước khi quyết định cho trẻ sử dụng mạng internet, các bậc phụ huynh phải có những công cụ quản lý thời gian của trẻ, đảm bảo sức khỏe của trẻ tốt nhất, tránh gây ảnh hưởng đến cơ thể, đặc biệt là mắt và tâm lý của trẻ. Trong bối cảnh thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang bước vào thời đại công nghệ số, do đó đòi hỏi phải chung tay xây dựng một môi trường mạng lành mạnh an toàn cho người dân nói chung và trẻ em nói riêng theo đó cha mẹ giáo viên người chăm sóc trẻ em cần có trách nhiệm giáo dục kiến thức hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ khi tham gia môi trường mạng để những câu chuyện ảo không bị đẩy đi quá xa trên mạng xã hội để không vì những thông tin bị ô nhiễm trên mạng xã hội có thể gây nên những tai họa và tai nạn thật cho trẻ em đã đến lúc việc giáo dục phổ cập kỹ năng tham gia mạng xã hội phải được đặt ra một cách bài bản và chính thống cho tất cả các em trong thời đại công nghệ số bùng nổ như hiện nay